Như chúng tôi đã thông tin, trận mưa lớn vào đêm ngày 24 tháng 6 đã gây thiệt hại lớn đến tài sản và hoa màu của người dân một số xã thuộc huyện Văn Bàn. Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành khẩn trương, đồng thời cấp ủy, chính quyền và người dân cũng được khuyến cáo cần tiếp tục chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của mưa lũ, ghi nhận của các phóng viên thời sự. Tại xã Minh Lương, mưa lớn khiến suối Chăn dâng cao đã gây ngập úng và vùi lấp 20 hectare lúa đang đến kỳ thu hoạch cùng nhiều diện tích rau màu của người dân. Trong ngày hôm nay thì nước tiếp tục dâng khiến cho diện tích bị ngập úng mở rộng thêm. 8 căn nhà cũng bị ngập lụt, hư hỏng, nhiều ao nuôi cá bị tràn, người dân mất trắng. Có sự thống nhất chỉ đạo là thành lập ban chỉ đạo phân tổ ra trực là 24/24. Trong đó tối hôm qua cũng vừa qua thì cũng nằm ở chỗ bên cạnh cầu treo này để theo dõi cái diễn biến mưa và cái độ dâng nước của dòng sông. Thì cũng đã quyết tâm là thành lập cái tổ phòng chống tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã. Tại huyện Văn Bàn, mưa lũ cũng đã gây sạt lở tại 7 điểm, làm ách tắc giao thông trên quốc lộ 279 đoạn qua xã Nậm Xé. Với nhiều nỗ lực khắc phục, dự kiến trong chiều ngày 25 tháng 6 sẽ thông xe trở lại tuyến Lào Cai Lai Châu. Hàng loạt các công trình thủy điện tại huyện Văn Bàn cũng bị ảnh hưởng nặng nề, ước thiệt hại lên đến trên 40 tỷ đồng. Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, trước mắt huyện Văn Bàn đang chỉ đạo các lực lượng nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, dựng lại nhà cửa để ở tạm. Về sản xuất, ngay khi nước rút, các xã sẽ khẩn trương huy động lực lượng cùng với nhân dân thu hoạch số lúa bị ngập úng. Đến thời điểm hiện nay thì trước tình hình thông tin thời tiết vẫn có thể tiếp tục mưa lũ xảy ra. Thì ủy ban huyện đã chỉ đạo đối với tại ban chỉ đạo các xã thực hiện phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là cử các lực lượng dân quân rồi các lực lượng của xã để giúp bà con nhân dân sớm thu hoạch các diện tích lúa mà có thể thu hoạch được. Còn đối với các khu vực sạt lở thì huyện cũng đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn để tiếp tục khơi thông các đoạn mà có thể thông xe, tránh tình trạng ách tắc kéo dài dẫn đến cái việc mà gây khó khăn cho việc đi lại của bà con nhân dân, đặc biệt là thời điểm trong ngày hôm nay là thời điểm diễn ra kỳ thi. Tại Lào Cai, dự báo đợt mưa này có khả năng còn kéo dài khoảng 1 đến 2 ngày nữa, trong đó có nơi mưa rất to. Tỉnh Lào Cai yêu cầu các ngành, các địa phương cần tập trung phòng chống, chủ động ứng phó với thiên tai, đặc biệt là hiện tượng lũ quét, trượt lở đất đá và sét đánh trong cơn dông, đồng thời đảm bảo không có thí sinh phải bỏ thi Trung học Phổ thông Quốc gia do mưa lũ.